Rễ bồ công anh hỗ trợ và điều trị ung thư luôn được coi là một vị thuốc quý trong kho tàng thuốc đông y. Gần đây, các nhà khoa học mới phát hiện rễ của loại cây này có thể điều trị được bệnh sưng loét bao tử, ung độc, đặc biệt là hỗ trợ và phòng ngừa ung thư. Cây mọc hoang ở dọc đường đi, sân vườn, bãi đất hoang, nơi đất ẩm, ở những vùng núi cao như là Đà Lạt, Tam Đảo, Sapa. Đây là loại cây rất là dễ trồng bằng hạt, mua trồng vào khoảng từ tháng 3 đến tháng 4 hoặc tháng 9 đến tháng 10. Cũng có thể trồng bằng mẫu gốc, sau 4 tháng là có thể thu hoạch được, phần rễ được thu hái quanh năm. Có thể sử dụng cả cây, đặc biệt là thân và rễ có dược tính cao nhất, vì vậy giá thành của rễ cũng cao. Sau khi thu hoạch về thì chúng ta có thể sử dụng tươi hoặc là phơi khô để sử dụng dần. Rễ của cây bồ công anh có chứa nhiều khoáng chất vi lượng như là sodium, calcium, magie, potassium, v.v. Ngoài ra thì còn chứa nhiều vitamin có lợi cho sức khỏe như là vitamin nhóm B, vitamin C, thiamin, sắt, kali, canxi, axit folic. Theo đông y thì rễ của cây bồ công anh có vị ngọt đắng, tính hàn, vào kinh can và vị, có tác dụng thanh nhiệt, giải độc. Mặc dù y học ngày nay có rất là nhiều phương pháp hiện đại để kiềm chế sự phát triển của tế bào ung thư, tuy nhiên thì công dụng của rễ cây bồ công anh vẫn luôn được nhiều người công nhận và áp dụng cho ra kết quả rất là tốt. Giúp phòng ngừa và hỗ trợ điều trị ung thư vú, ung thư máu, ung thư đại tràng, hỗ trợ điều trị tắc tia sữa, đầu vú bị sưng, lợi tiểu, hỗ trợ điều trị đái tháo đường, tăng cường dịch mật, bảo vệ gan, giải độc gan, hỗ trợ điều trị các bệnh về gan như là viêm gan và xơ gan. Sử dụng khá hiệu quả cho các vấn đề về tim mạch, chống xơ vữa động mạch, hỗ trợ điều trị bệnh huyết áp cao, điều trị đau dạ dày, ăn uống kém tiêu, giúp thanh nhiệt cơ thể, tăng cường hệ miễn dịch. Ngoài ra thì còn được sử dụng để điều trị mụn nhọt đang sưng mủ hay là bị mụn nhọt. Đối tượng sử dụng cây bồ công anh là những người bị ung thư, những người mắc các bệnh về gan, bệnh nhân tiểu đường, huyết áp cao, phụ nữ sau khi sinh bị thiếu sữa, tắc sữa, đầu vú bị sưng, những người bị mụn nhọt, lở ngứa, dị ứng ngoài da, những người bị đau dạ dày, tiêu hóa kém, người mắc bệnh về tim mạch. Lưu ý khi sử dụng cây bồ công anh, không dùng chung với những loại thuốc lợi tiểu, hạ đường huyết vì có thể gây tiêu chảy. Trong rễ bồ công anh có chứa rất nhiều kali nên khi uống thì đi tiểu sẽ rất nhiều. Rễ của cây bồ công anh được xem là thần dược bởi vì thuốc này có khá nhiều công dụng tốt cho sức khỏe, đặc biệt là phòng và hỗ trợ điều trị căn bệnh ung thư quái ác. Vì vậy chúng ta hãy cùng nhau chia sẻ cho mọi người cùng biết đến vị thuốc thảo dược quý này ạ.